Xin chào tất cả quý anh em đã đến với DH Audio. Buổi tối hôm nay thì tôi cũng sẽ tiếp tục giới thiệu chúng ta một cái mẫu dòng loa 5 tấc đơn. Đây là cái mẫu loa kéo được rất là nhiều anh em yêu thích và đánh giá rất là cao. Thì trước thì có cái dòng 4 tấc đơn, nhưng mà ngày nay thì 5 tấc đơn vẫn đang là một cái ưu điểm và được nhiều các bác chơi yêu thích hơn. Ở đây là cái phía mặt trên đối với những cái dòng loa 5 tấc đơn thùng được thiết kế do DH Audio. Thì thường đối với 5 tấc thì rất là nhiều anh em rất là lựa chọn những cái dòng mạch đĩa bên hông này. Thì đối với mạch và đĩa bên hông này thì có rất là nhiều những cái ưu điểm thì lát nữa tôi sẽ nói cụ thể cho. Đây là cái phía mặt trước. Cái mặt trước thì được sử dụng những cái lưới có cái màu vàng sẫm của nó. Thì hầu như là loa bass côn 75 anh em nhé. Đấy, cho nên là hoàn toàn yên tâm sử dụng loa này thì tuyệt vời rồi. Cái bên hông này thì được có cái logo của DH Audio nằm ở phía bên hông này. Còn ở phía trên này thì cũng có các cái tích cầm thông thường như một số các cái dòng mẫu loa kéo khác. Và cái đối với thùng này thì là cái mẫu thùng mà thiết kế về sau này, cho nên là cái độ thẩm mỹ và cái chi tiết của nó hầu như là nó vượt hơn so với một số mẫu thùng trước đây. Tất cả các cái bánh xe bây giờ được tạo ren trước, cho nên là chúng ta có thể tự tháo lắp ra rất là dễ dàng. Đối với trước đây thì chúng ta nhìn thấy là bên tôi cũng có vít ốc, nhưng mà vít ốc bây giờ là đã là cũ rồi. Và bây giờ nó sẽ bằng ốc ren, có ren tạo ren ở phía trong, cho nên là khi bánh mà lắp lên là nó rất là đẹp. Và khi mà gửi hàng cho tất cả anh em thì cái bánh này tôi để tháo ra, tất cả tháo ra rồi anh em có thể lắp lại là bình thường. Đây có một cái thiết kế, một cái hông như thế này là chúng ta có thể bỏ dây nguồn này hay là bỏ pin. Này được thiết kế nó tỉ mỉ và chính xác hơn. Gỗ thì đều là gỗ có thể chống ẩm. Đối với khí hậu Việt Nam thì dùng cái này nó rất là bền hơn rất là nhiều. Còn cái ưu điểm mà đối với những cái thùng loa mà 5 tấc đơn này thì cái mạch mà để bên hông thế này này. Thứ nhất là nó sẽ tạo ra được một cái điểm nhấn đẹp hơn và nó sẽ giúp cho cái thùng được vo gọn hơn. Nếu chúng ta mà đặt ở phía trước thì cái thùng này sẽ rất là cồng kềnh vì nó là loa 5 tấc mà. Và nó tạo ra cái thùng rất là nặng. Vì cái thùng này đã nặng tới 50kg rồi, bây giờ nếu chúng ta mà thiết kế mà thùng cao hơn nữa thì thùng rất là nặng. Thứ hai là để bên hông thế này thì chúng ta chỉnh nó cũng dễ dàng hơn. Và đặc biệt nữa là chúng ta tránh được đứng đối diện ở cái loa chét. Đấy, tránh được cái đối diện ở loa chét, cho nên nó sẽ giảm hú rất là tốt. Và chúng ta khi hát mà hát thì chúng ta chỉ cần đứng lệch mặt bên là chúng ta đã giảm được cái hú của nó rất là nhiều. Mặc dù mạch bây giờ thì nó giảm hú rất là tốt, so với mạch hồi xưa thì mạch bây giờ nó giảm hú khá là tốt luôn. Đối với mạch công suất này lớn mà nó giảm hú thì tuyệt vời. Thì đây là cái hình thức đối với những cái loa 5 tấc đơn như thế này thì anh em có thể tham khảo. Và cái cuối năm này bên tôi lắp rất là nhiều, cho nên là những anh em nào mà muốn đặt trước và ráp thì có thể liên hệ sớm cho tôi. Có thể anh em có thể đặt trước cũng được, thì có thể sau một thời gian anh em nào lấy cũng được. Thì cái đó không vấn đề gì cả. Rất là cảm ơn tất cả anh em đã theo dõi video.